Thanh Thảo và những cuộc tình đã qua với soái ca showbiz Việt. Trải qua nhiều cuộc tình, cuối cùng búp bê Thanh Thảo cũng tìm được hạnh phúc bên bạn trai Việt Kiều. Đức Trí và Thanh Thảo là cặp đôi đẹp lúc bấy giờ của làng giải trí Việt. Đức Trí là người giúp đỡ cô trong những ngày chập chững bước vào nghề. Chuyện tình đẹp của họ kéo dài hơn 3 năm thì Đức Trí đi du học ở Mỹ. Thanh Thảo mải mê đi tiếp con đường ca hát do chàng nhạc sĩ tài hoa dẫn dắt và thế là cuộc tình của họ khép lại. Đến tận bây giờ, nhắc đến Đức Trí, Thanh Thảo vẫn dùng những lời cảm ơn sâu sắc và luôn tôn trọng mối tình với nhạc sĩ này. Tuấn Hưng, sau khi chia tay tình đầu Đức Trí, trong showbiz Việt có tin đồn Thanh Thảo có mối quan hệ tình cảm với Tuấn Hưng khi nam ca sĩ này chân ướt chân ráo vào Sài Gòn lập nghiệp. Tuy nhiên Thanh Thảo chưa lần nào thừa nhận chuyện tình cảm với nam ca sĩ này. Nhưng ca sĩ Tuấn Hưng từng tiết lộ với báo chí về mối quan hệ của họ. Việc họ cùng song ca ca khúc Tình Nồng Say trong live show đầu tiên mang tên búp bê đẹp xinh của Thanh Thảo càng khiến người hâm mộ tin vào một tình yêu tuyệt đẹp. Tuấn Hưng từng tiết lộ cuộc tình ngắn ngủi chỉ diễn ra trong vòng nửa năm thì kết thúc. Nguyên nhân đổ vỡ được Tuấn Hưng chia sẻ là do cả hai người đều cá tính mạnh nên rất khó dung hòa. Nhìn lại cuộc tình này, Tuấn Hưng thừa nhận đây là mối tình nhiều kỷ niệm đẹp của anh và anh đã yêu Thanh Thảo rất nhiều, nhưng trong cuộc sống không phải cứ yêu nhau là đến được với nhau. Đến hôm nay, Tuấn Hưng vẫn quan tâm đến Thanh Thảo như một người bạn. Quang Dũng, chuyện tình của Thanh Thảo và Quang Dũng diễn ra khoảng 4 năm, làm tốn nhiều giấy mật của báo giới lúc bấy giờ. Thanh Thảo cuốn hút Quang Dũng bởi ở cô có lúc dịu dàng đầm thắm, lúc trẻ trung sôi động và sự năng động của cô luôn là yếu tố hấp dẫn Quang Dũng. Lý do chia tay sau 4 năm hạnh phúc được hiểu ngầm là Thanh Thảo vì tính bốc đồng đối lập với Quang Dũng, một người bảo thủ lại khá điềm tĩnh. Quang Dũng cũng đã có gia đình và bây giờ có phần không trọn vẹn. Thanh Thảo đi thêm một bước nhưng cũng thất bại trong tình cảm. Hai người họ vẫn là đôi tiên đồng ngọc nữ trên sân khấu mà khó ai thay thế được trong lòng khán giả hâm mộ. Điểm đẹp nhất của cặp đôi này là sự tôn trọng nhau sau khi chia tay. Họ không bao giờ nói những lời không hay về nhau, luôn là bạn tốt và xuất hiện trong tất cả các sự kiện âm nhạc của nhau. Quang Dũng cũng thú nhận anh vẫn thân với Thảo, xem Thảo như một đồng nghiệp, một người em gái, sẵn sàng bên cạnh những lúc Thảo cần đến sự sẻ chia của Dũng. Trong một chương trình, Thanh Thảo bồi hồi nhắc lại một vài kỷ niệm ngày xưa chính trên sân khấu. Quang Dũng là một chàng trai đáng yêu, tôi đã từng yêu anh say đắm. Và cho đến hôm nay, tôi vẫn chưa bước lên xe hoa là vì vẫn còn yêu anh, nhưng đó là thứ tình yêu lớn hơn. Tình yêu dành cho một người anh, một người đồng nghiệp, Thanh Thảo nói trong niềm xúc động. Đan Trường, trong mắt Đan Trường, Thanh Thảo là một phụ nữ thông minh, nhạy bén trong ca hát và cả kinh doanh. Và anh cũng nói thêm rằng, người đàn ông nào lấy được nàng búp bê chắc chắn sẽ rất hạnh phúc bởi Thanh Thảo luôn chu toàn, biết lo lắng, quan tâm đến mọi người xung quanh. Tuy nhiên, cô rất hay nhõng nhẽo. Đan Trường từng tâm sự, trong những lần cùng nhau lưu diễn ở nước ngoài, nhiều khi anh bị bệnh thì người chăm sóc quan tâm anh tận tình và chu đáo chính là Thanh Thảo. Đan Trường giải bày rằng, hai người có mối quan hệ rất thân thiết, có khi là một người bạn dốc bầu tâm sự, có khi là tình đồng nghiệp, tương thân tương ái và có khi lại là một người yêu thân thương. Anh cũng khẳng định rằng xém chút nữa là người yêu của nhau rồi. MC Bình Minh, tin đồn cặp đôi này rộ lên khi Bình Minh tham gia DVD single Người Thứ Ba của Thanh Thảo. Mặc dù trước đây Bình Minh từng góp mặt trong một dịp khác của Thanh Thảo, nhưng lần này vì diễn quá đạt nên dư luận chắc rằng họ có quan hệ trên mức bình thường. Hỏi Bình Minh thì anh nói là một diễn viên, cần phải diễn đạt vai diễn của mình. Khi mọi người nhìn thấy Bình Minh rất tình cảm với Thanh Thảo, tức là cả hai đã diễn xuất thành công. Ngoài đời, cả hai là bạn bè thân thiết nên cũng dễ truyền cảm xúc cho nhau trong những cảnh tình tứ. Bình Minh cũng từng lên báo khen Thanh Thảo là cô gái thông minh, giỏi giang và lại rất chịu khó trong công việc. Bình Minh cũng không ngần ngại khi tuyên bố, nếu chưa có gia đình, biết đâu tôi sẽ chọn người có tính cách như Thanh Thảo, vì cô ấy cũng là hình mẫu phụ nữ lý tưởng của nhiều người đàn ông. Công an dựng lại hiện trường vụ người mẹ sát hại con đẻ 33 ngày tuổi ở Hà Nội. Sau khi xác định nghi phạm sát hại cháu bé 33 ngày tuổi ở Thạch Thất, Hà Nội là người mẹ ruột, cơ quan chức năng đã tạm giữ Trinh để điều tra đồng thời tiến hành lại hiện trường vụ việc. Ngày 14 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội xác định nghi phạm liên quan vụ bé trai 33 ngày tuổi trong chậu nước là Phan Thị Trinh,
sinh năm 1997, xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội, mẹ đẻ của cháu bé. Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ Trinh để điều tra, đồng thời tiến hành lại hiện trường vụ việc trưa cùng ngày. Bước đầu, Trinh khai nhận mình là người đã sát hại con đẻ vào rạng sáng ngày 12 tháng 6. Rất đông người dân tập trung theo dõi xung quanh khu vực gia đình cháu bé. Công an dựng lại hiện trường trưa ngày 14 tháng 6. Chiếc chậu được đưa về thực hiện hiện trường. Khi nghe tin Trinh là nghi phạm sát hại con trai 33 ngày tuổi của mình, nhiều người dân bàng hoàng không dám tin đó là sự thật. Theo lời chia sẻ của bà Hoàng Thụy Nguyệt, 69 tuổi bà nội cháu bé, Trinh là một người hiền lành ngoan ngoãn, hai bên gia đình nội ngoại không xảy ra mâu thuẫn gì cả. Trong cuộc sống gia đình, cả hai vợ chồng chưa hề có xích mích. Được biết, Trinh làm công nhân may cho một công ty tại địa phương. Ngoài việc nhận hàng về may, chị này còn phụ trách việc chăm sóc con nhỏ. Rất đông người dân tập trung tại hiện trường, ai cũng choáng khi biết Trinh khai nhận mình là người sát hại bé Anh. Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, vào khoảng 5 giờ 40 ngày 12 tháng 6, ông Vũ Đình Lăng, sinh năm 1948, trú tại thôn Đình, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, phát hiện cháu nội là cháu Vũ Việt Anh nằm sấp ở chậu nước trong nhà. Ông Lăng bế cháu lên thì xác nhận cháu bé đã tử vong. Được biết, tối 11 tháng 6, bé Anh ngủ cùng bố mẹ ở buồng tầng 1. Tại bậc thang ở ngoài trời tầng 1 đến tầng 2 có dòng chữ "Tao sẽ giết cháu mày Lăng". Lan Ngọc và Chi Bu khoe nhà chung xinh lung linh trong Mối tình đầu của tôi. Phim Mối tình đầu của tôi đã tiết lộ những cảnh quay đầu tiên với bối cảnh là căn nhà phim của Chi Bu và Lan Ngọc. Dự án Việt hóa Sea World Ready, tên tiếng Việt Mối tình đầu của tôi, gây chú ý từ những tiết lộ đầu tiên vì sự tham gia của Angela Phương Trinh ở một trong hai vai nữ chính. Tuy nhiên, sau khi cùng ekip tham gia casting thêm mấy diễn viên còn lại, thì đến ngày gần bấm máy, Angela bất ngờ thông báo rút lui do cô và ekip không đạt được thỏa thuận cũng như lịch quay. Cũng vì thế mà thông tin Lan Ngọc vào vai An Chi, từ đầu nhiều người nghĩ rằng là vai dành cho Angela Phương Trinh, bị phản ứng không mấy tốt đẹp. Cũng ngay sau đó, dàn diễn viên chính thức của phim cũng được công bố: Lan Ngọc, Bình An, Bi Trần và Chi Bu. Mới đây, loạt hình đầu tiên sau khi Mối tình đầu của tôi bấm máy vừa được tung ra, xoay quanh bối cảnh căn nhà chung của An Chi và Hạ Linh. So với bản gốc, nhà của hai nhân vật của bản Việt hóa là một căn hộ chung cư xinh xắn theo phong cách với gam màu rực rỡ trẻ trung, là trào lưu thịnh hành của giới trẻ văn phòng Việt hiện nay. Những chi tiết trang trí trong bối cảnh quay được chăm chút tỉ mỉ. Tạo hình Lan Ngọc trong vai An Chi theo đánh giá thì khá là trung thành với bản gốc. Đôi má ửng đỏ tàn nhang và đầu tóc xoăn xù, cả phong cách thời trang khá lạ lùng. Trong khi đó, tạo hình của nhân vật Hạ Linh do Chi Bu thủ vai lại khác 100% so với nhân vật Min Hari trong phiên bản Hàn Quốc khi xuất hiện với mái tóc đen thẳng. Đây là một sự khác biệt đầu tiên của bản Việt so với phiên bản Hàn trong tạo hình nhân vật. Nhưng xét về phong cách thời trang thì Hạ Linh cũng không thua kém Min Hari là mấy. Quan trọng nhất vẫn là diễn xuất từ Chi Bu có thể thuyết phục được fan cứng của Sea World Ready hay không mà thôi. Sau bao cây đắng tuổi hờn, ai ngờ Lý Phương Châu vẫn nói thế này về Lâm Vinh Hải và Linh Chi. Trên tất cả, Lý Phương Châu vẫn khiến triệu người thán phục vì lối sống điềm nhiên và bao dung của mình. 11 năm âm thầm hy sinh tất cả cho sự nghiệp của chồng, để rồi nhận về kết cục ê chề và một lá đơn đi hôn lậm nước mắt. Ngay trong thời điểm Lâm Vinh Hải Linh Chi công khai cặp kè cho đến về sau này, người ta vẫn cứ nghĩ rằng Lý Phương Châu hẳn phải lên tiếng vạch mặt và cay nghiệt với những kẻ đã làm mình tổn thương. Nhưng không, dù vạn lần bị công kích, người phụ nữ ấy vẫn cao thượng đến cùng. Những ngày gần đây, dư luận bắt đầu râm ran thông tin Lý Phương Châu quyết định phẫu thuật thẩm mỹ để dằn mặt tình địch. Nhưng trong một vài phỏng vấn với Tri Thức Trẻ, bản thân Châu lại khẳng định không hề có chuyện dằn mặt ai. Bản thân cô chỉ đơn giản muốn sống vì mình, chứ không ai có thể tác động đến mình cả. Tôi không có ý định sẽ dằn mặt ai cả, bởi vốn dĩ tôi không bao giờ muốn so sánh mình với ai hết. Tôi là mũi, đơn giản, chỉ là tôi nghĩ đã đến lúc tôi sống vì tôi, sống cho bản thân tôi. Trước đây, vì sự đánh giá của người khác mà tôi không thẩm mỹ, nhưng bây giờ chẳng có ai hay lý do gì ngăn cản tôi nữa cả.
Không những vậy, khi hỏi về Linh Chi, Lý Phương Châu một mực không đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào về cô. Nhận xét một ai đó đều phiến diện và không khách quan. Một người phụ nữ, nhận xét về một người phụ nữ đã khó khách quan rồi, khi nhận xét về một người mình không thiện cảm thì còn khó hơn nữa. Còn về việc chồng cũ tuyên bố, nếu biết trước lòng người, sẽ không lấy người như Châu, thì Lý Phương Châu lại nhìn bằng góc độ khác. Cũng có một vài người bạn nói cho tôi chuyện này rồi, thú thật, khi nghe câu nói này, tôi có chút thất vọng, vì tôi luôn trân trọng quá khứ, nhưng sau đó tôi bình tĩnh lại và nghĩ rằng, có thể anh Hải nói điều này khi anh ấy đang bực tức mà thôi. Thế nên, tôi tự nhủ mình không nên quan tâm tới lời nói trong lúc người ta không đủ bình tĩnh để suy xét như vậy. Nhiều người còn cho rằng Châu còn nặng tình với Hải nên mới dành những lời trân trọng tình cũ như vậy. Nhưng bà mẹ một con chia sẻ, cô hết tình còn nghĩa và là người trân trọng quá khứ. Cô mong có thể làm bạn với Lâm Vinh Hải và cùng có trách nhiệm với con, chứ không hề muốn gieo thù hằn hay đau thương thêm nữa. Có thể thấy sau hàng loạt những cú sốc và chuyện đau đớn tình cảm, Lý Phương Châu vẫn bản lĩnh ngẩng cao đầu và tử tế hết mực với Linh Chi và Lâm Vinh Hải. Cô chia sẻ đã từng có giai đoạn đau buồn, tự nhốt mình trong nhà và quyết không yêu thêm ai nữa. Nhưng giờ đây cô đã khác, Lý Phương Châu khẳng định mình đã thật sự ổn và dành hết tâm huyết cho công việc, kiếm tiền để chăm lo cho con gái là mục đích mà cô hướng tới. Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu đều xuất thân từ những gia đình thiếu thốn tình thương. Họ bắt đầu quen nhau khi tham gia những nhóm nhảy đường phố. Sự đồng cảm và niềm đam mê nhảy múa kéo họ gần nhau hơn. Họ yêu nhau sau 3 năm làm bạn và Lý Phương Châu là người chủ động bắt đầu mối tình này. Vào năm 2008, sau khi diễn xong live show Sống Đa Tầng của Mỹ Tâm, Châu chủ động thể hiện tình cảm với Hải. Lúc đó Hải không có xe đi về, Châu bảo để cô đưa anh về. Trong khi thực ra cô cũng không có phương tiện di chuyển, cả hai cứ đi bộ trên quãng đường hơn 3 km. Hình ảnh một cô gái cá tính mạnh mẽ, cứng cỏi đã tiễn mình về trong đêm khiến Hải xúc động. Đám cưới của họ diễn ra sau 2 năm, sau Su Yu Thiên Yu Can Den, Lâm Vinh Hải vụt sáng thành sao. Suốt thời gian anh thi, Phương Châu là người gần như mất ăn mất ngủ, vừa chăm lo cho cô con gái 2 tuổi, Phương Châu vừa tức bực lo từ chuyện áo quần phục trang cho chồng, ngắm nghía từng chi tiết trên gương mặt anh, chuẩn bị từ miếng ăn nước uống cho Hải trước khi anh bước lên sân khấu trong mỗi đêm live show căng thẳng. Rồi cô tự mày mò học hỏi cách giao lưu với fan hâm mộ, kêu gọi fan bình chọn cho chồng mình. Sau khi chồng gặt hái thành công dưới sự tư vấn của bạn bè, Châu đã quyết định từ bỏ sự nghiệp riêng của mình, trở thành người quản lý cho anh. Có vợ lo mọi việc, Lâm Vinh Hải được tập trung 100% sức lực vào chuyên môn. Và cái gì đến sẽ đến, khi đàn ông được chăm nom cung phụng như ông Hoàng thì đừng mơ họ không nhìn cao xa hơn. Khi đàn ông nổi tiếng lại có tiền thì đừng mong họ chung thủy. Có thể ngày đầu, khi mới bước vào showbiz, Hải và Châu đều là những người ngu ngơ, nhưng thời gian và nhung lụa có thể thay đổi mọi thứ. Khi Lý Phương Châu bất ngờ tiết lộ sự thật về cuộc ly hôn, rằng chồng cũ của cô và Linh Chi đã ngoại tình với nhau từ phim Găng Tay Đỏ, nhiều người ngỡ ngàng vì lúc mới ly hôn, họ vẫn dành nhiều lời tốt đẹp cho nhau cơ mà. Phải chăng Châu ghen nên mới phát rồ? Ghen chứ, ghen vì còn yêu, ghen vì sự thật luôn tàn nhẫn cứ nát trái tim non. Cứ nhìn hai hình ảnh đối lập khi Lâm Vinh Hải ở bên cạnh Lý Phương Châu và ở bên tình mới Linh Chi, nếu là phụ nữ bạn sẽ hiểu thế nào là đau đớn.